thu ngành giấy. Bạn hãy kêu tiếng kêu của con chó, bởi vì năm nay là năm chó mà, đúng không? Kêu kêu. Wow, em ơi. Xuôi, chị em chưa? Chỉ có một tàu 500.000 thôi đấy. Đã có rồi. Năm nay chị Hê nói a hi hi. Thế năm nay sắm được cây đào đẹp như thế này, lì xì đã xe treo sẵn rồi mà mãi không thấy sushi sang đẻ, không chơi trò bốc lì xì đầu năm sẽ là người may mắn. Cây lì xì này nhá, có 500.000 có lúc nhiều tiền luôn. À, em sang rồi, chị cho em từ sáng luôn đấy. Em nhìn đi, cây đào là chị năm nay đẹp không? Em chui giúp mãi, em vào là đi lang thang về, em đi mua lê về. Cây nhà em nó mọc cả nhiều cành quá, hoa đào nở nhiều quá chưa giúp mãi mới ra được. Ôi trời, kinh thế. Này, mà để ra không chúc mừng nhau đầu năm cái gì à? Em chúc chị nha. Xem nào, học hành chăm ngoan nhé. Đừng như chị cũng là chẳng ngoan. Chị thật lửa chúc em à, chúc chị gặp nhiều may mắn nhé. Gì nữa nào? Chúc chị hay ăn trong lớn nhá. Nhưng mà nít thôi nhá. Sao? Hay ăn trong lớn được mà nít. Béo cho cái lợn. Ui, người như người mẫu này kìa. Được rồi, đáp lại cái sự chúc mừng của em, chị cũng chúc em ăn cháu lớn này, ngoan ngoãn học giỏi này. Và bây giờ sẽ là chương trình mở bốc quà thăm may mắn. Đây là lì xì của nhà chị đấy, em đứng dậy chọn đi. Chị sẽ cho em chọn, sẽ hai chị em mình ai sẽ là người hên xem nào. Mở ra như nào? Đấy. Hên, sao cái gì đây? Ui, 5.000 đồng. Chị sẽ bóc cái này của nhà chị. Chị cũng không biết đâu nhá, nó tự rơi xuống nhá. Cho em là chị bóc được cái gì này. 20.000. Bây giờ bóc lần nữa đi. Sợ ai hên hơn, có cả tàu 500.000 cơ. Nên là lốt lần này thôi. Được, đây chị sẽ bóc nào. Có một mảnh giấy. Bạn hãy kêu tiếng kêu của con chó, bởi vì năm nay là năm chó mà, đúng không? Kêu kêu. Phải làm đáng yêu cơ, con chó đáng yêu như nào? Quay ra đây xem nào. Chó con hay chó? Hay chó lớn? Làm chó con đi. Làm chó lớn đi. Bây giờ đến lượt chị nhá, mỗi người bốc 2 lần nhá. 2 lần thôi nhá, còn đâu để người khác đến nữa. Sao? Wow, em ơi, xuôi, chị em chưa? Chỉ có một tàu 500.000 thôi đấy, chị đã có rồi. Năm nay chị Hê nói a hi hi. Chị Hê nói. Xem nào, xù lại bóc cái nữa gì? Không có. Chị có chuyện không có. Ơ, phong bì không có gì. À đâu, cái đấy là chị vứt xuống dưới đấy chứ. Em phải bóc trên cây mà. Cái nào cũng có mà, mẹ chị làm cái nào cũng có luôn. Lại một mảnh giấy nữa cơ. Mảnh giấy này là cái gì đây? Bạn này hát một bài. Hát bài gì? Cả em thích bài gì thì em hát đi. Ba thương con, vì con đông mẹ. Mẹ thương con, vì con đông ba. Và nhà ta, vì thương yêu nhau. Xa là nhau, gặp nhau là hello. Vậy là thôi, em bốc của nhà chị gần hết cả cây rồi, còn một cái để lại đi. Bây giờ chị em mình ra kia khu vui chơi. Chị vừa bốc được tầm 500.000. Được, đi, chúng mình đi ra khu vui chơi chơi đi. Đi về nhà em học bài. Hôm nay Tết mà, đừng học luôn, đi chơi một tí rồi học. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.